Ngày 2 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ có 5 bác sĩ, trong đó có 3 bác sĩ là trưởng các phòng khám Đa khoa Long Bình Tân, Đa khoa Tân Long và Đa khoa Hiền Phước, 2 bác sĩ là phó phòng khám Đa khoa Tam Đức và bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám Đa khoa Mỹ Đức. Ngoài ra còn có 13 đối tượng là dược sĩ, nhân viên y tế và đối tượng chuyên môi giới để làm giả các loại giấy tờ liên quan. Các đối tượng này đã làm giả các loại giấy tờ trên, bán cho các công nhân lao động tại các công ty để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các đối tượng lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm y tế đối với công nhân, trên thực tế công nhân không bị bệnh và cũng không đi khám, nhưng các phòng khám vẫn được hưởng tiền khám, chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế, gây thất thoát ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Công an huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi chặn, đập phá xe khách giường nằm khi lưu thông qua địa bàn huyện. Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm Y Phương Nie, sinh năm 2002, Y Khôi Nie, sinh năm 2003, Y Ni Nie, sinh năm 1999 và Y Kun Mờ Lô, sinh năm 1999, cùng trú xã Cư Né, huyện Krông Búc. Bốn đối tượng khai nhận vào khoảng 1 giờ ngày 1 tháng 6, sau khi ăn nhậu tại buôn Giờ Hia 1, xã Cư Né, huyện Krông Búc, Y Khôi Nie rủ theo Y Phương Nie, Y Ni Nie và Y Kun Mờ Lô ra đường Hồ Chí Minh chặn xe khách để đập phá thì tất cả đồng ý. Khoảng 2 giờ 10 phút, khi thấy xe khách giường nằm Ngọc Thông di chuyển theo hướng từ huyện E Hờ Leo đi thành phố Buôn Ma Thuột, bốn đối tượng dùng hung khí phá hoại, đập vỡ kính xe từ nhiều phía. Chỉ khi tài xế dùng bình chữa cháy xịt ra ngoài cửa, các đối tượng mới bỏ đi. Trước sự việc trên, tài xế xe khách đã gọi điện cho chủ xe điều xe khác đến hỗ trợ hành khách di chuyển theo lộ trình và đưa chiếc xe bị đập phá đến trụ sở công an để trình báo sự việc. Ngày 2 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phá chuyên án bắt giữ 3 đối tượng làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng lớn, gồm Thái Thanh Minh, 60 tuổi, trú xã Hưng Lộc, Hồ Văn Hòa, 53 tuổi, trú phường Vinh Tân và Nguyễn Hồng Lĩnh, 53 tuổi, trú xã Nghi Đức. Thái Thanh Minh đã mua máy tính, máy in màu, sau đó tải các loại giấy tờ bằng con dấu của cơ quan tổ chức và sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa để chỉnh sửa, in màu theo yêu cầu của người mua. Để tránh bị phát hiện, các giao dịch được thông qua chân rết là Hồ Văn Hòa, Nguyễn Hồng Lĩnh và đều được thực hiện qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều loại giấy tờ tài liệu được làm giả như 36 tem 7 màu có logo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một bằng tốt nghiệp cao đẳng, một bằng tốt nghiệp đại học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, một bằng tốt nghiệp nấu ăn của trường Cao đẳng Du lịch Nghệ An, 5 tem kiểm định có hình dấu của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3705D, hàng trăm phôi giấy khai sinh, đăng ký kết hôn. Ngày 2 tháng 6, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan đến thủ quỹ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tham ô 6,4 tỷ đồng, Tòa án Nhân dân tỉnh đã có quyết định hiệu lực bản án xử tù 20 năm đối với hành vi này. Theo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình, bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh, thủ quỹ Trung tâm lợi dụng chức vụ, đã thu tiền của hơn 4.000 học viên, bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên. Sau khi thu tiền, Linh không nộp vào tài khoản của Trung tâm mà dành chi tiêu cá nhân. Linh là cháu ruột của giám đốc trung tâm. Sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc. Kết luận ông Nguyễn Văn Pháp, bí thư chi bộ, giám đốc trung tâm đã thiếu trách nhiệm buông lỏng, thiếu kiểm tra trong công tác quản lý tài chính trong việc thu lệ phí, học phí của học viên, dẫn đến việc thủ quỹ có điều kiện tham ô tài sản của đơn vị để sử dụng vào mục đích cá nhân, vi phạm pháp luật. Thủ quỹ bị khởi tố bắt tạm giam. Bà Phan Thị Mai, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính kế toán của trung tâm, mặc dù biết thủ quỹ đã thu học phí của học viên, nhưng không nhập quỹ tiền mặt, không tham mưu cho giám đốc có biện pháp quyết liệt để kiểm tra và chỉ đạo thực hiện nhằm ngăn ngừa sai phạm. Theo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình ngày 2 tháng 6 đã có quyết định bản án có hiệu lực. Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh bị 20 năm tù, khai trừ ra khỏi đảng. Ông Pháp và bà Mai lĩnh án 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Ngày 2 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá đường dây đánh bạc hơn 200 tỷ đồng
Theo đó, các lực lượng công an đã chia thành 4 tổ công tác triệu tập, đấu tranh với các đối tượng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Bình Dương và Bình Phước. Các đối tượng này đều thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức game trực tuyến. Theo đó, Hoàng Văn Hùng sinh năm 1992, Hoàng Trọng Hiếu sinh năm 1987, Hoàng Thế Dũng sinh năm 1994, cùng trú tại xã Quảng Hòa, có vai trò chủ mưu cầm đầu, chuẩn bị công cụ, phương tiện và cấp vốn cho một số đối tượng khác trực tiếp đánh bạc với các đại lý, nhà phát hành game. Kết quả dù thắng hay thua đều chia 50-50. Tổ công tác cũng đã triệu tập với Mai Hữu Phước sinh năm 1989, Trần Hải Đăng sinh năm 1993, đều trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Qua đấu tranh cho biết, Mai Hữu Phước giao cho Trần Hải Đăng một tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý để đánh bạc. Tiền thắng thua đánh bạc được Đăng và Phước thanh toán trực tiếp qua tài khoản ngân hàng. Tại thời điểm kiểm tra, các điện thoại di động chứa tài khoản game xác định có khoảng 400 triệu điểm game, tương đương số tiền 400 triệu đồng. 200 triệu đồng giao dịch trong tài khoản cá độ bóng đá. Ngày 2 tháng 6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân. Trong đó, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân, thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm diễn biến rất phức tạp, manh động và liều lĩnh, băng nhóm sử dụng nhiều loại hung khí sát thương cao. Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, tội phạm không cần biết đó là tướng hay tá, mà chỉ cần biết lực lượng công an có súng hay không khi đối mặt. Nhưng hiện nay để sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí trấn áp tội phạm, lực lượng công an phải tuân thủ theo quy định, quy trình và cân nhắc xem xét trong nhiều trường hợp bối cảnh. Trong khi tội phạm hiện nay rất manh động, nhanh và nguy hiểm, vì vậy, đại biểu đề nghị cần có quy định cụ thể rõ ràng hơn để lực lượng công an sử dụng các loại công cụ vũ khí một cách nhanh hơn, kịp thời hơn trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vừa giao nhiệm vụ lập phương án trục vớt, xử lý xác tàu đắm tại đầm nước mặn Sa Huỳnh, giúp tàu thuyền neo đậu thuận lợi, không bị cản trở bởi xác tàu. Theo đó, giao cho Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính kế hoạch, Ủy ban Nhân dân phường Phổ Thạnh và các cơ quan liên quan lập phương án xử lý xác tàu tại đầm nước mặn Sa Huỳnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ yêu cầu phương án phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, thể hiện chi tiết các khâu gồm trục vớt, thu gom, vận chuyển, xử lý, gửi về Ủy ban Nhân dân thị xã trước ngày 10 tháng 6 năm 2023. Tình trạng xác tàu đắm ngổn ngang ở đầm nước mặn Sa Huỳnh đã diễn ra nhiều năm nay, gây ô nhiễm môi trường, cản trở tàu thuyền ra vào, neo đậu.